Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tứ Online sẽ gửi tới các bạn phần biên bản cập nhật nhanh về và đánh cho buổi sáng hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2022, trong khuôn khổ vòng thứ 9 cờ tiêu chuẩn A1 mùa giải năm 2022. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Đào Quốc Hưng và người cầm bên đen là danh thủ Nguyễn Thành Bảo. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 chứ将军。
吃吃将军吃吃将军吃吃Và tiếp theo sau phần cờ bên anh đánh bảng cho tiền pháo qua để có tư thế bắt pháo đỏ của Biến Tiên, thì trong thực chiến của trận hình, bên đỏ của doanh thủ Đào Quốc Hưng đã bung cờ xin thua sau ván đấu trên. Như vậy kênh học của Tuấn Online vừa kể tới các bạn phần bi bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.